Muốn lấy thêm vợ bé để phụ việc nhà, thanh niên tí nữa thì ăn đủ vì làm vợ nổi nóng. What the hell? Chẳng là hôm nay ngày 8 tháng 3, thay vì tặng cho hội chị em những món quà giá trị, thì món quà vô cùng đơn giản và thiết thực nhất mà chị em nào cũng gật đầu đồng ý, đó là được chồng làm việc nhà. Thế nhưng mới đây, một anh chồng đã khiến cộng đồng mạng hết sức châm trồ khi có màn giãi bày tâm tư tình cảm với vợ mình đúng dịp 8 tháng 3, nhưng cái kết nó lạ lắm. 8 tháng 3 năm nay lại vất vả rồi. Năm nào cũng thế, anh xót ruột lắm. Hay là sang năm anh... Không phải sang năm chứ gì hết. Tôi tự làm được. Ba cái việc bát đĩa vỡ và thuê người làm cái gì. Ý anh là... cho anh lấy thêm vợ nữa nhá. À, quậy. Cũng là nghĩ cho vợ, sợ vợ vất vả chuyện bếp núc. Nhưng chị vợ thì rất cương quyết, mình hoàn toàn dư sức làm được. Không hiểu là độ can đảm đến từ đâu mà anh chồng lại có một đề xuất đầy mạo hiểm đến như vậy. Được, hào hán. Nghe xong, chị vợ tá hỏa và ngay sau đó, ai cũng nghe được âm thanh này đúng không? Tiếng toang nghe rất là to và trong. Không biết sau khi xong việc, anh chồng còn ổn không? Chứ nhìn chị vợ thì tôi thấy tình hình này hơi căng à nha. Đây có thể coi là lời chúc 8 tháng 3 đi vào lòng đất nhất bằng pha tự hủy của anh chồng này. Cộng đồng mạng thì được fan cười bò. Trên đời này, việc gì cũng là việc nhỏ, có mỗi việc lấy vợ nhỏ lại là chuyện lớn thôi. Cụ đi chân lạnh toát. Thậm chí có người còn trách anh chồng rằng 8 tháng 3 mà để vợ rửa bát là không được rồi. Thôi thì chúc anh vẫn đủ mạnh mẽ và tự tin để xử lý nốt sự tình sau đó nha. Bạn nghĩ sao về trường hợp này? Comment ngay cho TV Trend được biết với nha. Đừng quên nhấn đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ TV Trend và cập nhật thêm nhiều tin tức thú vị mỗi ngày nhé.